Hi, chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok, hôm nay cũng là thông báo cuối cùng của game Quyền Vương 98 là Garena đã sắp đóng server của game này rồi. Thì mình cảm thấy cái thông tin này nó không có bất ngờ với mình lắm, tại vì mình cảm thấy mình nhận thấy được cái điều này nó sẽ đến sớm thôi, nhưng mà không ngờ lại sớm như vậy. Chia buồn các bạn đã kết thúc cuộc hành trình với server Việt Nam ở đây, nhưng mình cũng có nhiều cái server khác đang chờ đợi với bạn, như là server Mỹ, server Japan, server Trung Quốc chẳng hạn. Thì đây với bạn server Mỹ thì bạn dễ kiếm Google Play. Đây, Google Play thì bạn đánh King of Fighter 98 đây rồi. Thì đây là Quyền Vương Garena, nhưng mà sắp đi rồi. Còn đây là Quyền Vương server Mỹ. Đây, đó. Nó giống như Quyền Vương Garena vậy thôi, nhưng mà bạn chơi bằng tiếng Anh và ở server cùng với mấy cái anh em bên Mỹ và cùng với một số anh em Việt Nam đang chơi ở server mới nhất của game này. Mong anh em là qua server chơi thì nên giữ thái độ nó chuẩn mực nhất để tránh làm phiền với người khác. Ok, accept này đau rất là nhanh tại vì nó của Google Play. Tại vì cái game của bản Mỹ này mà nó nằm ở trên Google Play, bản Green là bản chờ xét duyệt đã mấy tháng trước rồi. Thì mình nghĩ là vậy là Garena sắp ban rồi, mình mới tìm được cái bản này ở đây. Thì bản của Garena sắp cũng sắp đi rồi, cho nên là mình không còn hứng thú với cái game này nữa. Còn đây đó, bạn vào xong rồi đây là nhà phát hành của Mỹ, còn đây là hai nhà phát hành của game làm ra game Quyền Vương. Bình thường như bạn đã thấy, bình thường bạn thấy đây là con Samic Lloyd đúng không, bây giờ là con Steri. Thì đây là những cái bước đau ở bản Mỹ, thì bản Mỹ cũng làm mới thôi cho nên là không có đủ tướng như lại ở Garena Việt Nam, cho nên là bạn chơi thì sau này cũng sẽ có thôi. Steri thì bạn bấm vào tiền đó, nhanh chóng đau về khoảng 60 mê thì cũng nhanh thôi, cũng không có gì gọi là hết. Tại vì mấy bạn mới đau cái phần game về thì nó đang tải bản update, cho nên là cứ bình tĩnh thôi, bình thường, nhanh chóng lắm chứ không có gì mà khó khăn đâu. Rồi vào game thì chơi lại, mà bạn muốn nạp VIP ở server Mỹ thì bạn phải có visa. Có visa mới nạp được. Nạp bắt buộc phải nạp trên mình nghe nói là phải nạp trên Google Play, thẻ ngân hàng Google Play hoặc thẻ điện thoại cũng nạp được, nhưng mà phí rất là cao. Mình không hy vọng mấy bạn nạp ở đây đâu. Nạp cũng được, nhưng mà mình phải tìm một cái nguồn gọi là uy tín để người ta nạp dùng. Chứ còn mà nạp bằng thẻ điện thoại ở trên Google Play thì nó hơi bị tốn, nó không có được gọi là nhiều. Và chơi server Mỹ thì cũng có một cái hạn chế là khoảng mà thời gian reset server của nó ngược giờ, rất là ngược giờ bên mình. Mấy bạn cũng để ý phần đó để giúp trải nghiệm nhiều hơn, giống như là đua mai mốt có đua cái gì quên rồi, đua quay rương mà để nhận tướng thì thời gian rất là quan trọng, coi chừng trễ đó. Ở đây đã xong rồi, này cũng nhanh thôi. Để bắt đầu vào game update, downloaded đang cài thôi. Đây là cái bản đầu tiên của server Mỹ, keep luôn. Đây, cái này hình rất quen thuộc đó. Quy lực tới 10.000 rồi. Xong mình không tự đánh được. Nó auto hả? Ghê, mai mạnh dữ.
Ôi giật kìa. À. Fury nữa là chết rồi. Go to the hell. Bóp cổ. Ờ. Nói chung cũng khá là nét. Nhưng mà nó nhìn hơi mà hơi tây chút đỉnh à, nó không có kiểu như là châu Á như là cái bản ở Việt Nam nhưng cũng ok. Đó, vậy đi. Cái này thì chút nữa các bạn sẽ có cái phần đăng nhập đúng không? Bây giờ thắt ra. Rồi, đây là xong cái phần của server Mỹ đúng không? Bây giờ thì hướng dẫn mấy bạn đào server Nhật. Server Nhật thì đâu rồi ta? Server Nhật thì nằm ở chỗ này. Đây. À, bạn phải đào server Nhật ở đây. À, bạn vào cái trang mbk.com. Đó ha. Rồi bạn dùng King of Fighter, bạn có thể tìm cái dòng này. Mình sẽ để cái link ở dưới cho mấy bạn. Nhấp vào rồi download APK ở đây. Xong rồi bạn đây. Download APK. Đó. Đó. Đang trong quá trình download. À. À, đang. Đang trong quá trình download này ở dưới đây. Đây. Thấy chưa? Đó. 90 MB thôi. Cũng nhanh. Rồi xong. Xong đó rồi bạn cứ copy vào cái phần download của điện thoại di động á, xong rồi cài, hoặc là bạn chơi trên máy tính thì làm giống như mình vậy nè, đó. Hoặc là bạn có thể vào ở đây nè, xong rồi vào RAW. Cái này là bản Trung Quốc, chút nữa mình sẽ hướng dẫn sau. Còn đây là bản này là Abekabu. Đây. Đó, abekabu.com. Và bạn cũng tìm một trong một cái thuật ngữ dễ thôi đây. King of Fighter 98. Đây là bản Mỹ nha. Hay so more. Ai, chắc tìm King of Fighter Nhật thì không có Japan chẳng hạn. Japan. Vẫn không có mà. Kỹ ta. Tại sao lại cái này là được? À cái này là phải đánh cái tên vô hả? The King of Fighter. Đây, khá là dài cho nên mình copy cho nó ổn định. Đó. Mình sẽ để link ở bên dưới hết đây. Đây là bản Nhật. Đó, bạn có thể bấm down ngay chỗ này luôn. Điện thoại bạn cũng dễ thôi, bấm down ngay chỗ này nó sẽ tải xuống. À. Ok. Còn bản server Trung Quốc á thì server Trung Quốc á thì nó nằm ở cái trang app của QQ à, là WeWe. Thì nó có một tiếng Trung chút đỉnh nhưng mà thôi. Bạn đừng có đây, bạn chỉ cần vào đây nè. Đây, xong rồi bạn đánh 98 là bạn tìm là ra. Nó nằm ngay chỗ này. Đó, bạn bấm vô đây để tải về thôi. Đó, nó đang bắt đầu download ngay chỗ này thấy không? Đây là bản Trung Quốc nha. Bản Nhật thì nó cũng giống như bản Mỹ vậy đó. Đó. Này là cài giống như trên điện thoại vậy thôi. Không có gì hết. Sao đứng rồi? Đây, đây. Bây giờ mới vào à. Ô không, cái này là mình hơi nhầm rồi. Cái này là mình download một cái app của QQ. Ok. Vào đây cái đã. À, để mình nhớ coi. Đây. Đúng rồi. Đây là một cái tải không cần thông qua một cái phần mềm trung gian. Thì nó sẽ chậm. Cho nên là còn nãy là mình cài một cái phần mềm trung gian của Trung Quốc, là phần mềm của Tencent á, nó sẽ tải giúp mình. Còn không thì bạn cứ nhấp vào chỗ này đây. Đó, nó sẽ tải tự động tải về cái bản APK này. Khi xong rồi bạn nhấp vào đó bạn cài đặt, giống như là bản Mỹ vậy đó. Bản Mỹ thì bạn download trên Google Play cho nó nhanh.
Link thì mình sẽ để tất cả phần bên dưới video, rồi ở dưới comment video nữa. Cho nên bạn cứ vào đó, nhấp vào nó sẽ ra luôn. Mình không biết là mình có nên là tải mấy cái này về up lên Google Drive cho mấy bạn cho nó nhanh không? Hay là để với bạn mấy cái trang web này thì cũng khó. Thì mình sẽ để hai link luôn. Link này, link trang chủ và link của mình tự tự up lên xong cho bạn download xuống cho nó nhanh, chứ để mà như vậy nè bạn không, download rất là chậm, download rất là chậm. Nhưng mà link Google Drive thì dưới dung lượng như thế này thì bạn download khoảng chừng 30 giây xẹt xong, cái này thì rất là lâu đó. Rồi mình tạm dừng video đây. Đây cũng là lần cuối, đây cũng là video kết thúc series của Game Vườn Vương. Mình nghe nói đâu là cuối tháng 4 hay là quên cuối tháng 6 là server sẽ đóng, cho nên mấy bạn cũng đừng có nên cố gắng đầu tư hay là gì đó, mình nên chuyển một cái vùng đất mới ổn định hơn. Mình đánh giá server Nhật Bản là một cái server ổn định, tại vì là cha đẻ mà, cha đẻ của cái game này, cho nên là nó thời gian kéo dài lâu. Với lại bên đó thì, nhưng mà nó có một cái hạn chế là sao không có tiếng Anh, khó tiếp cận. Những bạn nào mà có một chút vốn tiếng tiếng Nhật đó thì ok hơn, còn không đó thì có thể sử dụng tiếng Anh ở bản Mỹ. Bản Mỹ như hồi nãy mình có hướng dẫn thì tìm rất là dễ trên Google Play luôn. Rồi vậy thôi ha. Everybody's hiding.